Xin chào quý anh chị khách hàng và các nhà đầu tư. Hôm nay em Phúc xin giới thiệu với quý anh chị một lô đất có diện tích lớn nằm ở mặt tiền sông Sài Gòn. Lô đất của chúng ta có diện tích là 1.364 m², thổ cư là 399 m và được chủ chào bán với giá là 32 tỷ. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ hứa sẽ bớt lọc lá cho chúng ta. Và bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết về lô đất cho quý anh chị xem. Lô đất của chúng ta có diện tích chiều ngang qua khoảng hơn 20 m và chiều sâu và khoảng hơn 60 m. Tổng diện tích là 1.360 m² và thổ cư là 399 m² và được chủ chào bán với giá là 32 tỷ. Do lô đất của chúng ta nằm ở mặt tiền sông Sài Gòn, vì thế bị cấn lộ giới sông Sài Gòn khoảng 40 m và diện tích còn lại là 399 m, đủ để quý anh chị xây dựng một căn biệt thự mini. Dính trong lộ giới bờ sông chúng ta không xây dựng được, nhưng chúng ta có thể xây một cái hồ bơi mini, nhà gỗ, nhà mát thì ok. Lô đất của chúng ta thì có góc hai mặt tiền sông, phía trước là mặt tiền sông Sài Gòn và phía bên hông là một sông nhánh. Và đường dẫn vào lô đất của chúng ta là đường xe tải có chiều ngang là 6 m, hai xe ô tô né nhau. Từ vị trí lô đất chúng ta đi khoảng 300 m là chúng ta sẽ tới trục đường chính Hà Quy Giáp, và thêm 3 km chúng ta sẽ về tới Gò Vấp. Cũng con đường Nguyễn Oanh này luôn, chúng ta sẽ đi thêm 5 km nữa chúng ta sẽ về tới trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, một khu đất vườn dành để nghỉ dưỡng ngay tại trung tâm thành phố, view sông Sài Gòn rất là đẹp. Nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất này thì hãy nhanh tay nhấc máy điện thoại cho Phúc và số thoại góc màn hình để tới xem trực tiếp vị trí lô đất và chúng ta có thể gặp trực tiếp chủ để làm việc về giá. Lô đất nằm ở góc hai mặt tiền sông, một mặt tiền sông Sài Gòn và một mặt tiền sông nhánh, rất thích hợp cho quý anh chị về đây để xây một căn biệt thự mini và một khu vườn hay một cái hồ bơi để nghỉ dưỡng thì thật là tuyệt vời. Lô đất có diện tích 1.362 m², thổ cư 400 m², có giá chỉ hơn 32 tỷ. Nếu lô đất này nằm bên Thảo Điền quận 2 thì quý anh chị cũng hiểu giá như thế nào. Một lô đất rất là lớn nhưng mà giá rất là mềm nha quý anh chị. Đây là toàn cảnh xung quanh lô đất của chúng ta, rất là rộng nha. Có chiều ngang là hơn 20 m và chiều sâu là hơn 60 m. Và đường dẫn vào lô đất là đường xe tải, hai xe ô tô con né nhau. Quay cái đoạn đường từ lô đất ra trục đường chính Hà Quy Giáp để quý anh chị hiểu rõ hơn. Hiện tại thì ở quận 12, những lô đất mặt tiền sông mà có diện tích đất hữu cư hơn 400 m bây giờ thì rất là ít. Với diện tích hơn 1.300 m và có 400 m thổ cư, tha hồ để quý anh chị xây dựng một căn biệt thự mini và một hồ bơi dùng để nghỉ dưỡng vào dịp cuối tuần thì rất là tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta đã bước ra trục đường chính Hà Quy Giáp rất là gần nha quý anh chị, khoảng hơn 300 m thôi. Và từ vị trí này chúng ta đi khoảng 3 km là chúng ta sẽ về tới Gò Vấp, sân bay Tân Sơn Nhất. Video review lô đất lớn nằm ở mặt tiền sông Sài Gòn của em đến đây xin tạm dừng. Nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì cứ gọi cho em số thoại góc màn hình để tới xem trực tiếp vị trí lô đất nha. Chị nhớ đăng ký kênh để nhận được những thông báo về giá nhà và đất nằm ở quận 12. Nếu quý anh chị muốn mua nhà và đất ở quận 12 thì cũng có thể liên hệ trực tiếp với em. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau.